Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Trung qua thiên tai mới thấy rõ bạn vàng. Bắt đầu từ đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7 tháng 10 năm 2020, các tỉnh Bắc Trung Bộ và một phần Nam Trung Bộ đã phải hứng chịu một đợt bão lịch sử gây nên tang thương khắp nơi trên dải đất miền Trung, cùng với đó là những tổn thất to lớn về tài sản, tác động nghiêm trọng đến tình hình kinh tế xã hội của khu vực. Trong cơn hoạn nạn, trong khi có những quốc gia ở bên kia đại dương đã nhanh chóng tích cực hỗ trợ Việt Nam, thì quốc gia láng giềng 4 tốt 16 chữ vàng cùng chung ý thức hệ Đảng Cộng sản vẫn đủng đỉnh như thể cần thêm thời gian để nhận định tình hình. Ngay từ ngày 17 tháng 10, khi miền Trung bước vào đợt lũ lụt thứ hai gây lũ kéo dài, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam ông Garnier đã công bố một khoản viện trợ ứng phó thiên tai ban đầu trị giá 100.000 đô la cho Việt Nam nhằm đối phó với tình trạng bão lũ miền Trung. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo vào ngày 17 tháng 10 của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam về việc hỗ trợ Việt Nam ứng phó với bão nhiệt đới Linfa. Theo đó, khoản viện trợ này sẽ được cơ quan Hoa Kỳ về phát triển quốc tế trao cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp tại các cộng đồng dễ bị tổn thương ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi bão lụt gây ra. Đại sứ Dane chia sẻ như sau: Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới người dân Việt Nam trước những thiệt hại về con người, về tài sản và mất mát nhà cửa do lũ lụt tại miền Trung gây ra. Chúng tôi sát cánh bên chính phủ và nhân dân Việt Nam trong lúc này khi các bạn tưởng nhớ những người thân yêu và khắc phục các thiệt hại do trận lũ lụt tồi tệ này gây ra. Và rồi bước tiếp như cách mà người Việt Nam vẫn luôn nói là như vậy. Và chúng tôi cam kết hỗ trợ các bạn trong công việc tái thiết. Sự hỗ trợ từ cơ quan đại diện ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã đến vào đúng thời điểm nên mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Nó không chỉ giúp cho những người dân miền Trung tạm thời điểm đó đang phải chật vật đối phó với cơn lũ lịch sử, mà còn khiến cho toàn thể nhân dân Việt Nam cảm kích trước tấm chân tình của bạn bè quốc tế. Cho đến thời điểm đó, Trung Quốc, quốc gia có tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững với Việt Nam, vẫn chưa có động thái gì. Đây là hình ảnh chụp điện thăm hỏi của lãnh đạo Trung Quốc tới người đồng cấp Việt Nam do Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đăng trên mạng xã hội hôm 23 tháng 10 năm 2020. Trong khi đó, vào hồi tháng 7 vừa qua, Việt Nam đã ủng hộ Trung Quốc 100.000 đô la để hỗ trợ khắc phục hậu quả từ các đợt động đất và tình trạng lũ lụt ở tỉnh Giang Tây. Hồi tháng 1 năm nay, chính phủ Việt Nam cũng đã viện trợ 600.000 đô la cho Trung Quốc chống dịch virus corona, trong đó 100.000 đô la của Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Đến ngày 29 tháng 9, Trung Quốc trao tặng lại cho chính phủ Việt Nam lô hàng vật y tế gồm 300.000 chiếc khẩu trang phẫu thuật dùng trong y tế và 20.000 chiếc khẩu trang phòng hộ y tế, trong khi Việt Nam đã tự chủ được về sản xuất khẩu trang, thậm chí còn trao tặng cũng như xuất khẩu khẩu trang sang nhiều nước trên thế giới. Và đợi mãi cho đến tận ngày 23 tháng 10, trang fanpage của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết, vào ngày 22 tháng 10, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị đã lần lượt gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh. Phía Trung Quốc nói là rất chia sẻ với những mất mát này và cho biết thêm là Hội chữ thập đỏ Trung Quốc sẽ ủng hộ Việt Nam 100.000 đô la để hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục lũ lụt. Một số người dân đã bình luận dưới bài đăng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam là cứ coi như đã hòa vốn. Lại có cư dân mạng thì phản bác lại bình luận này nói rằng tưởng thế mà hay à, họ giàu hơn mà gửi như vậy thì họ chả coi mình ra gì rồi. Cũng có những bình luận cho rằng nhiều ít không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Tài khoản Facebook với tên Thiên Địa Nhân thì bình luận như sau: 100.000 đô la Mỹ thì bằng 2,3 tỷ đồng Việt Nam và số tiền đó có thể hiện rất Trung Hoa. Vẫn biết tấm lòng là quan trọng, nhưng tinh thần vật chất phải song hành. Như bạn Lào, Campuchia thì rất tấm lòng, đây lại là Trung Quốc thì cứ sao sao. Thịnh tình của Trung Quốc càng được dư luận đem ra mổ xẻ khi mà vào ngày hôm sau, tức là ngày 23 tháng 10, đại diện Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam, chức năng như Đại sứ quán của Đài Loan, trao tặng tới 400.000 đô la cho chính phủ Việt Nam nhằm cứu trợ các nạn nhân tại địa phương
và hỗ trợ chính phủ Việt Nam tái thiết sau thiên tai. Đây là hình ảnh đại diện Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc tại Việt Nam trao tặng 400.000 đô la cho chính phủ Việt Nam để cứu trợ lũ lụt. Tức là cùng một mục đích cứu trợ Việt Nam, quốc đảo Đài Loan đã dành số tiền gấp 4 lần số tiền Trung Quốc, quốc gia luôn mặc định Đài Loan là một lãnh thổ của mình. Đại sứ của Thạch Thụy Kỳ thay mặt chính phủ và nhân dân và doanh nhân của Đài Loan bày tỏ sự quan tâm và chia sẻ với chính phủ và nhân dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Theo ông, các doanh nhân và các tổ chức phi chính phủ của Đài Loan tại Việt Nam cũng đang tích cực vận động cung cấp vật tư hỗ trợ các nạn nhân, mong rằng miền Trung sẽ sớm tái thiết sau thảm họa để người dân địa phương trở lại cuộc sống bình thường. Thông tin chính quyền Đài Loan hỗ trợ lũ lụt miền Trung Việt Nam cũng được cơ quan đại diện tại Đài Loan tại Việt Nam đăng tải trên trang fanpage Taiwan in Việt Nam. Trong khi đến thời điểm chiều ngày 25 tháng 10, bài đăng của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam thu hút được 362 lượt thích, 109 bình luận, 24 lượt chia sẻ, thì bài đăng của cơ quan đại diện ngoại giao Đài Loan tại Việt Nam có tính tương tác nhiều hơn hẳn với 1.200 lượt thích, 153 lượt bình luận và 470 lượt chia sẻ. Nội dung các bài bình luận dưới bài viết của cơ quan đại diện Đài Loan của Việt Nam đều mang tính thiện chí, thể hiện lòng biết ơn nhân dân và chính phủ Đài Loan, cũng như chúc cho quan hệ đối tác hai bên ngày càng tốt đẹp. Hôm 22 tháng 10, truyền thông quốc tế cũng cho biết Ngoại trưởng Singapore đã gửi thư cho Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Đây là hình ảnh chụp bài viết của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ và cam kết giúp đỡ những người bị ảnh hưởng lũ lụt tại Việt Nam. Ngoại trưởng Singapore cũng chia buồn với Việt Nam về những thiệt hại về nhân mạng và tài sản gây ra bởi lũ lụt và sạt lở đất ở miền Trung Việt Nam. Ông nói thêm rằng Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam theo bất cứ cách nào có thể. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 10 cũng đã thông báo chính phủ nước này đã quyết định viện trợ nhân đạo 300.000 đô la giúp Việt Nam khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Cùng ngày 22 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi lời chia buồn đến chính phủ và người dân Việt Nam về những mất mát do bão lũ gây ra ở các tỉnh miền Trung nhiều ngày qua, đồng thời cam kết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do bão lũ gây ra. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết như sau: Chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại do lũ lụt gây ra và chúng tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này, bao gồm hàng ngàn người phải di rời chỗ ở. Hôm 23 tháng 10 năm 2020, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng viết lên trang tweet những lời chia buồn đến người dân Việt Nam và nhắc lại cam kết chính phủ Mỹ sẽ giúp người dân Việt Nam sau thảm họa. Trước đó, vào hôm 20 tháng 10, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ cũng thông báo cung cấp tổng cộng 200.000 đô la viện trợ nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng tại Việt Nam và Campuchia. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của cơ quan Mỹ về việc hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam và Campuchia ứng phó với lũ lụt. Thông cáo viết như sau: Tính đến ngày 20 tháng 10, lũ lụt và sạt lở đất do 7 cơn bão nhiệt đới liên tiếp và mưa lớn ở khu vực miền Trung Tây Nguyên đã khiến 133 người chết, mất tích. Trong khi đó có 111 người chết và nặng nề nhất là Quảng Trị với 49 người chết, 22 người đang mất tích, trong đó Thừa Thiên Huế có 15 người tại khu vực Rào Trăng. Thiên tai cũng cuốn trôi nhà cửa, vật nuôi, cây trồng, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng xấu đến ít nhất 890.000 người trong toàn khu vực. Trên khắp Campuchia, mưa liên tục từ đầu tháng 10 đã gây ra lũ quét. Tính đến ngày 19 tháng 10, ít nhất 27 người thiệt mạng tại Campuchia và mưa lũ cũng ảnh hưởng đến 532.000 người dân Campuchia và dẫn đến thiệt hại trên diện rộng. Tổ chức của Mỹ cũng đang phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và Chương trình Lương thực Thế giới ở Campuchia để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị bão lũ và ảnh hưởng nặng nề ở đây. Cơ quan cứu trợ Mỹ cũng tài trợ dài hạn cho các chương trình giảm thiểu rủi ro các tác động thiên nhiên lên khắp Đông Nam Á. Thông qua các khoản đầu tư này, các đối tác của cơ quan Mỹ đã đi đầu trong việc ứng phó với tác động của thời tiết khắc nghiệt ở Việt Nam và Campuchia trong mùa bão lớn năm nay. Với dự báo là sẽ có thêm mưa lớn và rất nhiều cơn bão lớn ập vào miền Trung Việt Nam và cả nước Việt Nam trong thời gian tới, các chuyên gia thảm họa của Mỹ tiếp tục theo dõi nhu cầu hỗ trợ nhân đạo trên khắp Đông Nam Á,
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương và đối tác trên thực địa. Được biết, trong nhiều năm qua, tổ chức của Mỹ cũng luôn hợp tác cùng Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác hỗ trợ khẩn cấp những người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thảm họa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 27 tháng 10 năm 2020 với bản tin Việt Trung qua thiên tai mới thấy rõ bạn vàng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.